Hồi sáng nay thì cũng tự nhiên bất chợt lại thèm ăn cái thịt kho tiêu, cái thịt kho tiêu đặc kẹo vậy nè, kho tiêu với lại cháo trắng, cái là buổi sáng, cái buổi tối thì là cái món này là của sếp Hải rất là thích ăn. Đây là món mì Quảng, cái mì Quảng đặc biệt của KD nha, tức nghĩa là không có giống con giáp nào hết, thì mình thích như thế nào thì sẽ làm những cái nhân giống theo ý mình, mà cũng không có quá khác biệt với lại những cái bài bản mà của các miền Tây, miền Trung ăn mì Quảng vân vân. Thì sếp Hải rất thích món này, đi ra ngoài nhà hàng ăn thì nó ok, thường xem làm cho anh nha. Đây là nồi súp được hầm sườn ngon nha quý vị ơi, sườn ngon nha. Rồi đây là đã trong đây cái nồi này thì xớt ra, Diễm nấu ăn lúc nào cũng xớt ra để mình không có quậy cái nồi cái bị hư. Đây là đã có những con tôm bự mập ú luôn ha, có cái đầu, có cái gạch luôn cho nó ngọt cái nước luôn, và có hành trắng ở trong đây rồi, đó là cái nước lèo của mì Quảng nha. Là bên đây vẫn còn cái backup cho cái tôm có gạch trứng nữa, đây là hành trắng. Rồi qua tới đây thì đã có ba rọi xào rồi nè, cái thơm phức luôn, thơm ngậy luôn. Đi đây nó còn đang xèo 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 nè, cái đó là mì Quảng nha. Đây là mì Quảng thì cũng vừa trang đậu phộng xong, okay. Thế bây giờ đập giỏ ra này, okay. Rồi cái phần bỏ nhân lên trên thì đang gồm có đây là trứng cút tươi nha, tự ta lột luôn. Sếp Hải rất là khó, không có chịu ăn trứng cút lon đâu, mà riêng cá nhân kỳ diệm cũng vậy, chịu khó chút xíu, lột cũng khó lắm, không dễ đâu nè. Nguyên một cái tô như này nè, cũng khoảng chừng cả trăm trứng đó, cái Diễm lột hết nè, cũng có vài cái đó để nè. Và đây là chả cá được chiên nè, sẽ đắp lên. Rồi chưa hết nữa thì bắt đầu là có rau, có đồ chuẩn bị để mà bỏ lên tô. Sau đây là có rau, đây là có hết tất cả những nguyên liệu, đây là bịch rau cũng chưa hoàn tất xong. Đây là cũng có cái mì Quảng tươi có sẵn luôn, cùng bỏ pha tô là làm nóng thôi nha. Tất cả có đầy đủ nè, có giá, có ngò, có rau sống vân vân. Và chưa hết, ở đây là vẫn có bánh tráng nha, không có thiếu gia vị. Và đây bây giờ sếp Hải làm cái món này cho chị Diễm Diễm học cách làm cái này. Đây sếp Hải phải vào cái này ra, tất cả đồ tươi hết nha. Tỏi của Diễm cũng xây tại nhà luôn, cái bịch tỏi của cái là organic nha. Ok, đây là tia tôm vẫn còn dễ, là cái bịch tôm có đầu luôn cho nó ngọt hơn. Bé Trinh nói thôi thì chỉ ăn cái đầu đi, lột cái đầu ra, cái trứng gạch nó hết ngon. Rồi thôi thì làm sao là làm vậy luôn, đâu sao đâu. Đó, đây là những cái đồ chuẩn bị cho buổi dinner. Và đây là cũng có hai trái sầu riêng. Kỳ Diễm thì không biết hiệu nào ngon, mà ăn cái nào ngon thì cũng ăn được hết. Nhưng mà đây là Malaysia và cái niềm mau thân của Việt Nam gì đó, thì hai cái cũng được mua luôn. Thì sau đó là dessert, ok. Và trở lại với cái nồi này thì đang cho nước sôi lên, thì mình sẽ bớt ra tô và trang trí, cũng như có thêm những cái rau cải, cái thường lắm luôn cái rau cải nha. Thì vào đây là trong cái microwave của Diễm cũng được cái bánh tráng phồng rồi, chỉ không thiếu cái gì hết nha quý vị nha. Đây đã đầy đủ cái bài bản chứ không có bị quên một món nào hết. Đã bắt đầu từ rau sống bây giờ bắt đầu rặt. Sếp ơi, phụ với em với lặt rau cái nha. Ok, là xong chúng ta có thể bắt làm nóng lên là chúng ta xế lụm cho bữa cơm tối. Ok, chúc mọi người có bữa cơm tối ăn ngon miệng. Thời tự nhiên trên Facebook nó nhắc lại về những cái món mì Quảng. Thôi thì mì Quảng tại nhà, bữa khi để xem hôm mát quý vị nhá. Ok, sếp Hải ơi, vào cái đó cho em. Ok, rồi chúng ta bắt đầu chuẩn bị lặt rau, rửa rạch xong là súng lại là xới lụm. Súng lại là xới lụm. Ok. Này dòng quay. Hello, hôm nay chỉ cho mọi người làm món bắp chuối. Mua hai trái 4 đồng mấy trong chợ Việt Nam mình nhé. Và đây là cái đồ bào mà của Mật Nang Sushi luôn á. Bào một trái bắp chuối, hai đây bào chưa tới 2 phút nữa. Lẹ lắm. Nè, không có sắc giống mình là vừa. Và lấy nước alkali bỏ muối vô. Thấy trắng bóc không? Đâu còn tẩy đâu gì đâu. Đó. Để ngày mai, bây giờ rửa thôi một nước alkali nữa là xong rồi. Để ngày mai nó cũng trắng vậy luôn à. Sạch vậy nè. Mỗi lần đi ra nhà hàng ăn xin bắp chuối giống như là năn nỉ muốn chết luôn à. Giận quá, phải ăn nhà để cho nó sạch sẽ ha. Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng nha. Ok.
Và đây là những hàng quán hay ok, đây là đã có sẵn hết rồi, đây là cho bạn mì quảng của mì quảng của khi đi cái này là cái sườn cái gì à K and N cái thứ không có thiên K thiên K cái bếp quý vị thể là bốn cái bếp chị mới nấu được một lần, cái trên bếp không đã bốn cái chảo đã được hoàn tất, thử là nó mới nhanh kịp rồi xây qua bàn tay là bên mặt quay cho cái bánh tráng rồi xây qua thì mỗi người phụ một tay cái nha, và trứng cút cả sẵn hết nè, trứng cút đang luộc luộc luôn nha, trứng cút chưa phải lon nha, rồi cả cá được cắt sẵn luôn rồi nha. Đẹp không? Ô, cái nồi mì quảng còn phải đẹp nữa nha, chứ không phải đẹp nữa nha. Okay. Thường một mềm và đổ nước alkali và con tôm sẽ được mổ cái đầu ra chút xì nhá, ok. Cái gì là cũng là hai mát hết, ok. Rồi bây giờ chuẩn bị để mà cho ra dĩa nha. Chúc quý vị ăn bữa cơm tối ngon miệng, ok. Chào. Mì quảng của sếp Hải đã hoàn tất xong rồi nè, ok. Bây giờ là đã chúng ta bây giờ chỉ có cần ra bàn ăn thôi. Sếp Hải ơi, chị cảm nghĩ ăn xem rồi nè. Ngon. Ngon. Có đầy đủ hết trơn, không có thiếu gì hết trơn phải không? Con Cường mới xương sỏ phải không? Ngon, coi ăn được à. Dạ, ta nói là không có hành tím nè. Dắt chanh vô có đầy đủ hết phải không? Có bắp chuối tự cắt luôn. Chuối, rau, chanh, ớt cũng ở nhà trồng luôn. Bắp chuối tự cắt luôn. Đậu phộng cũng tự rang ở nhà luôn. Và có chút xíu bia thì hôm nay ở Cali rất là nóng. Làm sao? Chung Mã và Nải ăn sao? Hả? Không bệnh gì hết. Ăn nhiều khỏi ra quán ăn được. Mà quán nội xin bắp chuối không đủ mệt nữa. Em làm rồi mà đồ ngon nè. Hả ai? Em làm rồi ngon. Rồi bỏ đậu phộng rồi vô nha, ăn đầy đủ nha. Ok, chúc mọi người ăn buổi tối ngon miệng. Ok, về tới giờ của Khi Diễm xới lụm với mì quảng tại nhà. Xin chào. Mọi người chào đi. Say hello, chào bye đi. Chung say bye. Bye. Ok. Ăn quá không thèm muốn nói nữa rồi. Ăn lo anh thôi. Hôm nay cua sầu riêng nha. Thèm lắm luôn, mấy nay thiếu sầu riêng. Ok, bây giờ là cua trái sầu chung. Để coi sếp Hải cua nó có hơn không nha. Look at that. Sầu riêng hột gà. Trời ơi, cái màu beautiful luôn. Trời ơi, nó mềm nữa chứ không phải cứng sượng nha. Ok. Rồi ăn thử thôi, cái cảm giác làm sao nè. Dở đi đền tiền cho. Dạ, cho ăn trước được. Ok. Chưa, quý tỷ âm nó mềm từ trong cái miệng luôn nữa. Ta nói tiền nào của nấy là đúng. Chính xác. Ok, trời ơi, nó juicy kìa. Trời ơi, còn hơn là cà rem nữa. Ngon quá, ngon quá. Bởi vậy? Thơm phức luôn. Sầu chung thơm phức luôn. Bây giờ hồi xưa là sầu riêng thôi, bây giờ mình ăn hai người phải nói là sầu chung chứ. Tên tên tên, người camera được há miệng nha. Ngọt lép. Ngon quá. Ngọt ôi nó béo mà nó thô. Tên. Hôm nay chị Diễm làm một cái món gọi là mì quảng. Mì quảng cũng không biết, không biết mì này, mì gốc của nó như thế nào, nhưng mà Diễm thích cái gì Diễm nấu theo cái khẩu vị của sếp Hải nhà mình thích ăn. Nhưng mà khi nấu đồ ăn ngon thì không bao giờ bỏ qua người bạn BFF của Kiều Diễm hôm nay, đó là phải rất cô đẹp Thùy Vân. Và để ăn chung với Kiều Diễm với cái món mì quảng này, Vân cũng sẽ chưa bao giờ ăn cái món này phải không? Không có thích, không có chuộng lắm.
nhưng không mà... phải là con ông chuộng mà con là người Bắc thì không có ăn đồ miền Trung nhiều, ngoại trừ là ngoại trừ bánh bèo, bún bò Huế, nhưng mà hình như là một năm chưa biết có ăn mì Quảng có lành hay không. Nhưng mà nhìn thấy là nó đầy đủ lắm. Nhưng mà khi mà nghe Kiều Diễm nói là mì Quảng nó lắc nhách lắm phải không? Công phu Vân thấy những cái hình Diễm để chụp á. Tôm cũng phải làm riêng nè. Rồi trứng cút rồi là phải luộc riêng nha. Trứng cút là Diễm rồi, trứng cút là luộc riêng, luộc từng chút luôn nữa. Dạ, chả cá nè, rồi có sườn non nè, có luôn kể cả ba rọi để xào ngon nữa. Thì những cái này nó hỗn hợp vô trong đó, cái sườn non sườn Vân ăn lắc nó mềm từ gốc xương sụm luôn. Chưa hết nữa, nhà đó là có tất cả những rau cải là cũng gần như cây nhà lá vườn. Đậu bắp là sếp Hải của mình là gọi là bào tại nhà luôn. Nên là nó rất là trắng, mình thường thường thấy để ý nó để ngoài nó bị đen, thấy không? Rau cải luôn, cũng ớt và Diễm cũng mới vừa hái luôn ở nhà của mình luôn nè. Ok. Rồi tất cả những này là giống như almost là handmade cũng như là homemade. Thì phải đem tha organic nha. Đem người đẹp đến để được ăn sau một ngày làm việc mệt mỏi nè, phải không? Thưởng thức cái Diễm dở thì cũng phải ráng ăn hết, mà ngon cũng phải ráng ăn hết. Đừng nói là mì Quảng làm luôn nha. Hả? Mì Quảng thì mua đồ tươi. Nếu làm nữa thì nếu có ướt thì có giờ. Rồi hôm nay cũng hơi xịt tin chút xíu là tại vì muốn ăn ngoài trời nên Vân muốn ý kiến thêm một thay đổi không khí cho người đẹp vui, cũng như là nó cũng phù hợp với lại không khí ngoài trời. Nên là ăn cái này để mà mình không có thấy được cái nét mặt mình chăm chú vô mình ăn thèm thuồng như thế nào ha Vân ha. Nhưng mà không, thì Vân nói vậy là bởi vì ngày hôm nay á là gần cuối tháng 10 rồi. Đúng ra nó có những tiểu bang đã bắt đầu xe lạnh. Ok. Mình ở đây là 80+ độ, quý vị ơi, nóng lắm. Cho nên là tại sao mà Cali là phải nói là một trong những cái thiên đường mà ở bên hải ngoại. Cho nên là quý vị thấy là đó, lúc này nè, đây hai nàng còn mặc đồ sexy. Sướng rồi nha, mặc đồ skirt rồi nữa, vẫn còn có chân người đưa lên nè. Vẫn còn có cái màu xí. Thôi giờ thưởng thức đi, lâu quá rồi. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người lâu lâu nha, nhắc nhở với nhau, share những cái món ăn với nhau để mình nhớ. Ô, món này mình nấu ngon quá, mình nấu cho cả nhà mình ăn. Đây là một cái chia sẻ, một cái vui của mà trò chuyện tại cái cây đế xem. Sương sụm cho mình. Đúng rồi quý vị ơi. Đúng ra là anh mà nói là nó mới lịch sự, nhưng mà phải khoe là nó tan trong miệng quý vị. Cái sườn á nó tan trong miệng á. Rồi cái nước sao Vân thấy đủ không? Dũng có dắt không cho có cần, không có cần bỏ cái gì vô nữa hết. Vừa đủ lắm rồi. Ngon quá. Nó có đủ mùi vị quý vị. Nó có cả cái mùi của cái gạch tôm này nó ra nè ha. Rồi mùi của chả cá. Mùi của sườn. Nói chung là mình có thể nói là cái này là đủ nutrition hết, là tại vì seafood rồi thịt có cá có trứng rồi, có cái đủ đủ cá mà không có ăn không giá hàng không vậy không, không có ăn cái này hả? Cái giấc cá gì mà okay. Rồi lấy giá nha. Ok thôi ăn nằm lấy cái đó. Rồi nếu mà cần có đủ cay mặn nồng nữa thì chị sẽ ớt vô nữa. Ok Vân không có ghen cho nên là không ghen đó hả? Ok tôi nói ăn ghen gì đó mà sao Diễm người ngày cũng lên đô á, chắc cũng có chút xíu ghen rồi đó. Cái trứng cút này cũng là mua về luộc và lột từng cái ra nha. Diễm luộc cái thời gian này cũng mất thời gian, tại vì cũng có bí quyết nữa để chia sẻ thêm là mình nên bỏ những cái trứng cút luộc xong á vô một cái hũ mũ á, mình sắc nó lên, mình lắc nó lên thì nó dập cái vỏ đều bên ngoài, khi mình lột ra nó đi nguyên một tảng luôn, rất là tiện. Còn hồi trước đó Diễm không biết, Diễm lột từng miếng thì nó bể rồi nó cái cứ lột hết cái dĩa trứng cút là no rồi, tại sao bể quá cái bỏ vô miệng ăn. Không mà mình nghe nói như bỏ ít muối là nó cũng Thôi là thì cái này chốc ra mà lột ra nó từng miếng rất là dễ, không có bể cái trứng của mình. Khi mình nấu là nước nó không có bị đổ ra.